Hello, chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Ốc Biếu Đen Phú Yên nha. Thì hôm nay đây đã chính là cây em sẽ làm một cây tập cuối cùng trong nuôi ốc cơ bản, tập 8, đó chính là năm nguyên nhân làm cho con ốc biếu đen nó chết. Thì các anh chị nuôi con ốc điều ốc nó chết là chuyện bình thường. Anh chị này, đây. Ốc của em nó chết. Đó. Đập nhóc luôn. Thì đây là cái năm nguyên nhân chính, và trong đó nó gây ra rất là nhiều tác nhân làm cho con ốc của anh chị nó chết. Thì trong năm nguyên nhân đó thì nó cũng có thêm mấy nguyên nhân phụ râu ria khác nữa. Thì các anh chị có thể nghe hết cái clip của em thì các anh chị có thể phòng ngừa. Cái nguyên nhân đầu tiên phải nói đó chính là nắng. Em ví dụ như con ốc á, mà nó sống cái dãy nhiệt tốt nhất rơi vào khoảng tầm 22 cho đến 33 độ, 33 độ C ở dưới nước này. Vì vậy nên nắng mà nó trên 33 độ C, em nói con ốc á, nó tuột nhớt, nó chết. Mà khi mà nó nắng như vậy nó chết á, là nó sẽ có hiện tượng chết hàng loạt bởi vì nóng quá. Em ví dụ như cái ao của em nuôi đây, phải che lưng lan anh chị. Cái này em đang làm, em che kín luôn. Không che, này. Cái miền Trung nó nắng khủng khiếp. Cái ốc của em bây giờ, vì vậy nên phải che nắng. Ví dụ như các anh chị trưa mà anh chị tầm giờ này các anh chị ra mà anh chị rờ xuống mà cảm thấy chân nó phỏng là con gì chịu sao nổi, con ốc cũng chết nó chứ, con người cũng chết nó chứ con ốc. Vì vậy đó chính là cái nguyên nhân đầu tiên đó, đó chính là nắng nóng. Vì vậy các anh chị che nắng, cắt nắng, một là sử dụng cái lưu lan này, cái thứ hai là mặt nước anh chị đỡ dây bèo luôn đó. Bèo trên mặt nước, ví dụ như ở dưới thì các anh chị có thể đỡ ra một đuôi tròn này đó. Nắng xong rồi đầu ốc nó chìm xuống và nó sẽ trú dư rong đuôi tròn đó. Đó. Và các anh chị làm sao mà các anh chị trưa nắng các anh chị đặt chân xuống mà nó đừng nóng đó, là lúc đó nuôi ốc nó thành công. Mà ao ốc của anh chị trưa mà các anh chị thò chân xuống nóng đó, là coi như xong. Ốc nó chín luôn. Đầu tiên đó chính là nắng. Cái thứ hai là mưa. Mưa cũng là một nguyên nhân rất là phổ biến làm cho ốc chết. Và cây mưa nguy hiểm nhất đó chính là những cây mưa mà lác đác, ví dụ như 2 tháng 3 tháng có cây mưa thì trong cây mưa đó nó mang đến một cái hàm lượng axit rất cao và nó sẽ làm giảm đột ngột cái môi trường sống, làm giảm đột ngột cây pH nên sẽ có hiện tượng là chết. Ví dụ anh chị mưa một cái xong đâu khoảng tầm 5 tiếng cho đến 6 tiếng sau là bắt đầu ốc nó sẽ có hiện tượng nó đờ, nếu mà không xử lý tốt là sang ngày hôm sau bắt đầu chết. Nhiều lúc cả như anh chị mua một cái là coi như vớt lấy một vỏ, một rổ vỏ vậy. Bởi vì nó giảm pH. Vì vậy khi mà mưa nó cũng hên xui lắm chị. Có những cái cây mưa thì nó mang đến một cái hàm lượng axit rất cao. Nên cái mưa đó chỉ có cầu trời thôi chứ không có cách nào hết. Em nói mưa một cái là coi như ao hồ sông suối tôm cá đó là chết hết. Vì vậy nếu mà xui bị cây mưa đó thì gần như vô phương cứu chữa. Còn ví dụ nếu mà nó mưa cay cay như vậy anh chị cảm thở lấy nước vôi á, các chị rải tạt điều ao đỡ tăng pH xuống, đỡ tăng pH lên à, lâu lâu có những cái mưa. Còn ví dụ như nó mưa như một tuần như vậy thì cái ngày đầu tiên á, là cái ngày quan trọng nhất bởi con ốc nó thay đổi cái môi trường. Còn ví dụ những ngày khe sau thì nó đã quen rồi nên cũng không sao hết. Đó là mưa. Cái nguyên nhân tiếp theo á, đó chính là có cái sự thay đổi đột ngột về cái môi trường sống. Em ví dụ như chẳng hạn như bình thường con ốc á, nó sống được nha, nó rơi vào dãy nhiệt độ là từ 17 cho đến 33 độ C là con ốc nó sống được. Và con ốc phát triển tốt á, nó rơi vào khoảng từ 22 cho đến 30 độ C là đó là cái dãy nhiệt độ tốt để cho con ốc phát triển. Nhưng ví dụ như chẳng hạn như ngày hôm nay cái nhiệt độ ốc, nhiệt độ ao của anh chị nó rơi vào 27 độ C chẳng hạn, ngon lành luôn, ốc nó phát triển ngon lành. Cái bỗng nhiên cái hôm sau có một cái cây không khí lạnh nào đó xuống, nó lạnh cái giảm xuống đột ngột. Hôm sau ví dụ như trong vòng một ngày giảm đột ngột 5-7 độ C cái, có nghĩa lúc đó nhiệt độ nó vẫn là 20 độ C, vẫn trong cái ngưỡng sống. Nhưng mà cái sự thay đổi đột ngột với thời tiết như vậy nó sẽ có hiện tượng làm con ốc sốc và chết.
Thậm chí em ví dụ như chẳng hạn như các anh chị nuôi, ví dụ chẳng hạn mình đi mua con giống ở tại khu vực này nhiệt độ 30 độ C, xong đâu vừa các anh chị thả khu vực của anh chị nhiệt độ 20 độ C thì nó cũng có hiện tượng nó sốc đột ngột, nó chết đó. Vì vậy đó chính là một cái hiện tượng thay đổi đột ngột, thậm chí trời nắng ngon lành này cái tự nhiên mưa ầm ầm xuống, cái làm cái nước oxy mọi thứ trong ao nó bị đảo lộn đi, nó thay đổi cái đột ngột như vậy, nó sẽ có hiện tượng là chết. Và nó chết á, đối với những trường hợp ví dụ như bị thay đổi đột ngột và nắng hay là mưa đó, nó chết chết sạch luôn. Cái nguyên nhân tiếp theo á quan trọng không kém, đó chính là nguồn nước bị ô nhiễm. Các anh chị có thở mới thả con xuống thì không sao, thì các anh chị thấy vẫn lớn bình thường, nhưng bắt đầu lớn không tắm bằng ngón tay nè, không ngón tay cái nè, bắt đầu ốc nó sẽ có hiện tượng chết, nó không có chết sạch, nó chết lai rai. Ví dụ như ao như thế này ngày anh chị vớt không tắm vài chục con, ngày nào cũng vậy, thì cái ao của anh chị nó bị ô nhiễm, có nghĩa là ốc nhỏ nó cái phân thải nó rất ít, nhưng mà khi con ốc lớn á, khi ốc lớn như thế này thì cái phân thải rất nhiều, là có nghĩa là cái phân thải đó nó rất bẩn và tạo ra rất nhiều cái mầm bệnh trong trong ốc. Và khi con ốc á nó thì suốt nó ăn gì đó nó phải lê cái miệng ra, nó bám, mà suốt ngày nó cứ bám với tầng đáy, bám vào phân của nó, thì cái vi khuẩn nó sẽ thâm nhập vào trong cơ thể nó và nó chết, ngày này chết vài chục con rồi, chết liên tục đó. Vì vậy đỡ mà hạn chế tình trạng đó là một là cái gì, phải thay nước thường xuyên, có thể cho nước ra nước vào. Cái thứ hai là các anh chị phát triển cái hệ thống cái thủy sinh. Ví dụ như anh chị thấy ao tụi em đây rong đuôi chồm, vì vậy rong đuôi chồm làm sao nó mọc dây gì đó, có nghĩa ốc nó thải xuống là cái rễ rong đuôi chồm nó hấp thụ đi cái chất thải đó. Còn bèo, em nói cái bèo thì nó nằm trên mặt nước đó, nên nó chỉ hấp thụ trên mặt nước thôi, còn dưới tầng đáy đó, thì rong đuôi chồm bông súng hoặc là cây rau tai tượng đó. Hoặc là ví dụ như chẳng hạn như có thể các anh chị có thể sử dụng một số loại men vi sinh để cho phân hủy cái chất thải nó, nhưng mà khi các anh chị sử dụng men vi sinh như vậy thì các anh chị phải lấy nước vào để cho nó điều tiết cái nguồn nước. Chứ thật sự thì em kinh nghiệm thì em thấy mình sử dụng cái thuốc men thì nó cũng giải quyết được cái vấn đề tạm thời thôi, nhưng về cơ bản thì quan trọng nhất anh chị phát triển được một cái hệ thống cây thủy sinh dưới đáy. Và hệ thống cây thủy sinh dưới đáy tốt nhất vẫn là cây rong đuôi chồm, bông súng này, và có thể đây cây tai tượng này, hoặc là những cái cây gì mà nó nem về dưới tầng đáy đó, thì con ốc nó thải xuống thì nó hấp thụ. Còn bèo lục bình thì gì đó thì nó mặt nước này, không tính. Đó chính là cây ô nhiễm nguồn nước. Và khi ô nhiễm nguồn nước như vậy nó bị tiêu hóa, ốc nó chết. Rồi tiếp theo một cái nguyên nhân nữa, đó chính là cái thức ăn. Cái thức ăn một là thức ăn của anh chị ô nhiễm. Em ví dụ như cái nguồn nước của anh chị ô nhiễm rồi đó, cái anh chị liền xuống thì cái nước nó thấm vào thức ăn, xong rồi ốc nó ăn vào thì ốc nó bị ô nhiễm. Thì có thể thức ăn của anh chị vẫn sạch, nhưng mà nguồn nước dơ thì con ốc nó vẫn chết. Cái thứ hai á, thì có thể các anh chị ví dụ như nhiều lúc các anh chị đi mua mít chẳng hạn, ôi ngày hôm nay chị ra chợ mua trứng mít ngon quá, giờ liền xuống cho ốc ăn, xong đâu hôm sau bắt đầu lác đác vài con nó chết. Thật sự trong trái mít đó, ví dụ người ta tiêm thuốc gì đó mình không biết, có thể ví dụ thuốc đó nha nó không ảnh hưởng cho con người mình, nhưng mà ảnh hưởng cho con ốc. Hoặc là ví dụ chị ra chợ thấy bà chợ bà thấy bà kia bà liền một đống rau như vậy á, thấy ngon quá xin vào rau úa liền cho ốc, em nói trong rau là thuốc không, nghĩ liền xuống ốc kia ăn chết vài chết lai rai. Ví dụ nếu anh chị mua chợ mua rau mướp gì đó thì mướp bầu bí gì đó các anh chị gọt vỏ đi, tránh trường hợp thuốc. Cái thứ hai là ví dụ xin rau gì đó thì các anh chị vờ ngâm muối à, nhưng mà tốt nhất là mình né lâu lâu cho nó ăn không được. Ví dụ anh chị cho nó ăn thường xuyên thì không bị sao, nhưng mà nhiều lúc trúng cái đợt rau đó vờ cái nó bị cái nó sẽ có hiện tượng chết, thì chết là do thức ăn như vậy. Và đối với thức ăn thì các anh chị có thể nhiều thật, nói chung thức ăn của ốc nhiều lắm, nó không hết. Và thêm một nguyên nhân nữa, đó chính là cái nguồn nước của anh chị là thiếu dưỡng chất và khoáng chất, nên làm có ốc mòn vỏ, và mòn vỏ nó sẽ có hiện tượng nó chết. Có nghĩa mòn nhỏ nhỏ thì làm sao, bắt đầu khi mà nó mòn sâu vào, bắt đầu là nó có những rãnh là vi khuẩn nó thâm nhập vào, nó sẽ làm con ốc chết.
Vì vậy nên các anh chị đỡ mà cái nguồn nước của anh chị có dưỡng rất tốt, các anh chị cố gắng thay nước ra vào thường xuyên, cũng như là trồng cây thủy sinh, bởi cái thủy sinh nó sẽ điều hòa trong đó, và có thể là tạt vôi định kỳ, vậy em cứ 15 đến 20 ngày tạt vôi một lần. Các anh chị có thể sử dụng một cái số cái loại khoáng tái tạo vỏ dành cho tôm cũng được, ví dụ như định kỳ 15 20 ngày tạt một lần thì đỡ cho nguồn nước của các anh chị có khoáng chất. Và tốt nhất khi anh chị lấy là lấy nước sông vừa, thì trong mấy dòng nước sông đó nó có nhiều cái khoáng chất trong đó nó tốt. Vì vậy hôm trước clip với em nói là cái dòng cái khu vực miền Tây nuôi tốt đó chính là cái hệ thống cái sông Mekong á, nó mang một cái lượng chất phù sa rất lớn. Em nói cái con gì nó cũng bự hết. Em nói cái con cá ở khu vực khác bằng ngón tay út này, caro, ví dụ caro khu vực miền Trung em bằng ba ngón tay vậy là to nhất rồi. Caro miền Tây nó to bằng giày, khu vực miền Tây to bằng bàn tay vậy. Có nghĩa là cái dòng nước ở nơi đó có rất là nhiều cái vi sinh vật cũng như là khoáng chất, nên cái con thủy sinh gì ở miền Tây nuôi nó đều lớn hết. Đó. Hoặc là ở khu vực Campuchia. Nhưng ví dụ như cái nguồn nước ở tại khu vực miền Trung thì nó trơ hơn. Nên nuôi nó khó và nó sẽ có hiện tượng mòn đít. Và đặc biệt nhiều anh chị mua con giống, ví dụ mua ốc giống ở nơi khác là nuôi đông lớn, bởi vì cả thở ở nơi đó cái nguồn nước tốt, nuôi vào bên cái nguồn nước thổ nhưỡng của anh chị ốc nó không thích nghi nên nó sẽ chậm lớn hơn là bình thường. Thì khi mà ốc nó đã bị mòn đít như vậy thì lâu dần cái nó từ từ mòn và nó sẽ chết. Thì em chia sẻ như vậy thôi ha. Thì các anh chị nào thấy hay thì nhớ tặng em một like, một share và một subscribe. Bye bye, chào tạm biệt các anh chị.